Chào anh Duy Nha, phong độ và đẹp trai. Chào em, cảm ơn em đã nhìn nhận được cái sự đẹp trai hiển nhiên của anh nha. Anh nhận định nền kinh tế Việt Nam bao giờ khởi sắc lại anh? Chừng nào thế giới nó hết dịch đi rồi khởi sắc em. Chứ bây giờ thế giới nó còn dịch, biết chừng nào nó khởi sắc. NATO lập ra để chống Liên Xô mà anh. Ủa giờ chống Liên Xô chống Nga khác nhau hả ta? Hả? Bây giờ Liên Xô nó còn hay đã mất em? Mà nói chống Nga không chịu đâu, phải chống Liên Xô mới chịu. Thôi được. 10 địa gì? 5 điểm về chỗ quỳ gối cái tội học vẹt. Đúng không các bạn? Đúng không? Chống Nga không có chịu đâu, phải chống Liên Xô mới chịu. Chống Liên Xô mới chịu. Chào anh đẹp trai quân tử, chào em. Hình như chính trị anh có học khóa bồi dưỡng phải không anh? Lý luận chính trị cao cấp em. Đọc sách lý luận chính trị cao cấp nha. EU tan rã chủ nghĩa xã hội lên ngôi, Liên Xô phục hồi thiên đường của ai? Cái này thì hơi xa. Em nói gì thì anh thấy nó hơi xa. Sao Mỹ nó cấm vận Nga vậy anh? Tại vì mà Nga úp rim. Không biết vụ đó 2014 đó, Nga úp rim thì bị cấm vận. Mấy cái này sao tụi em chán ghê, không tin thế giới mà không có biết cái con khỉ gì trên mà trời, hỏi gì mấy câu dễ ẹt vậy. Thì có anh like thì anh mất ngọn lửa luôn mấy bạn. Mấy bạn hỏi gì nó mang tính chất mà nó nhận định, nó phân tích này nọ, nghe còn hứng hứng. Hỏi toàn là mấy câu tại bị vì sao, đúng không? Các bạn thấy các bạn đến với chương trình livestream của anh Duy Nguyễn, các bạn không có một sự chuẩn bị nào cả. Các bạn đến mà hỏi yes no question không thì like chương trình live của mình còn có ý nghĩa gì nữa, đúng không? Không có ý nghĩa gì cả. Nó cái chương trình live của Duy Nguyễn là chương trình gọi là phản biện. Phản biện những cái quan điểm của bạn, những lập luận của bạn, phản biện qua, phản biện lại đồ. Mà giờ bạn hỏi yes no question không? Chán quá. Phân tích sự sụp đổ của Liên Xô rồi em nói trước đi. Nếu mà em muốn nói về sự sụp đổ của Liên Xô thì em nói trước đi. Phân tích việc Mỹ gán mác Việt Nam thao túng tiền tệ đi. Tôi phản biện chứ tôi phải phân tích. Phân tích đi qua diễn đàn của người khác coi đi ông nội. Trời ơi, cái chuyện mà Mỹ nó gán mác Việt Nam thao túng tiền tệ cả tháng rồi. Mà ông tối ngày nào ông vô ông hỏi tối ngày sáng đêm trưa chiều tối nắng gì đó, hỏi mưa trời nắng như trời mưa. Đúng không? Lâm râm cũng như bảo, vô hỏi câu đó biết hả trời. Con người chứ, người ta cũng quạo chứ mấy bạn. Đúng không mấy bạn? Sáng vô hỏi, chiều vô hỏi, mà sáng hỏi mấy câu, chiều cũng hỏi mấy câu luôn. Mà có một câu đó phân tích cái gì? Tôi đâu phải phân tích ra đâu, tôi là phản biện, ông hiểu không? Ông vô lộn nhà rồi ông nội. Muốn phân tích đó, qua bên ông Lu Ly đó, qua bên mấy diễn đàn khác đó, nhiều diễn đàn lắm, nhiều tùm lum luôn. Cái gì nữa nè, tự nhiên không nhớ tên, nói chung là rất là nhiều người ta phân tích rồi, cứ qua đó mà nghe phân tích, ok, đúng không? Còn Duy Nguyễn là phản biện, Duy Nguyễn không có phân tích. Trời ơi chán ông quá ông ơi, phân tích lên Google đọc nha. Vì sao bác Lê Duẩn nói đánh Mỹ là đánh cho Nga, Trung Quốc và đánh cho cả thế giới vậy anh? Nữa mày hỏi nữa, khổ em quá trời luôn. Câu này nói rồi 3 năm rồi, 4 năm rồi, 2 năm rồi, nói bao không phải một lần mà nói là nhiều lần, nói cho nó đúng, đúng không? Tối ngày em nói bậy nói bạ nó rút gọn, không hỏi anh tại sao. Chắc anh cho em 3 triệu quá chứ tại sao. Trời đất ơi, cái câu của bác Lê Dũng nói hay như vậy á, mà vô miệng của tụi em nghe một cái là thấy chán đời luôn, đúng không? Một cái câu người ta nó hào hùng, nó mạnh mẽ, vô miệng tụi em nói giống như y là tay sai vậy đó. À, cái câu đó là đại ý á, là nói như vậy, vẫn là phải dẫn cho đúng, đúng không? Việt Nam á, đánh Mỹ á, là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, đánh cho sự tự tôn của dân tộc thứ ba, đánh cho những quốc gia, những dân tộc bị áp bức, đánh cho gì tùm lum á, những tư tưởng tiến bộ thế giới. Tóm lại câu gốc đó là như vậy, nó hiểu không? Đó, chứ không phải là cái câu mà em nói kiểu ra như là tay sai, ok? Tức là vì sao? Vì lúc đó Mỹ là một thế lực vô địch thiên hạ, vô địch thế giới, không ai quýnh lại cả, đúng không? Ngay cả Liên Xô cũng phải e dè Mỹ, nhưng mà Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé, tại sao không sợ Mỹ, đúng không? Không sợ Mỹ mà Việt Nam phải đánh Mỹ. Đánh Mỹ để chi? Để thống nhất đất nước, thống nhất dân tộc lại đó, để cho Việt Nam nó không còn bóng ngoại xâm nữa. Nhưng mà cái hành vi đánh Mỹ đó là đánh dằn mặt Liên Xô, dằn mặt Trung Quốc, chứ không phải đánh cho. Cái chữ cho của tụi em là cho tầm bậy, còn cái này là cho thấy. Ok, cho thấy nha. Đó, tức là cho thấy rằng á, ừ, ông Liên Xô ông về Mỹ hả? Ok, ông Trung Quốc ông sợ Mỹ hả? Để coi Việt Nam đánh Mỹ nè. Việt Nam đánh Mỹ để tạo ra một cái làn sóng mà gọi là chống Mỹ, tạo ra một cái làn sóng giống như là Việt Nam là giống như là ngọn cờ đầu vậy đó. Một quốc gia nhỏ đã đánh được Mỹ thì những cái thuộc địa khác á, nó cũng nói đuôi để tiếp tục đánh Mỹ. Nó tóm lại Việt Nam là ngọn cờ đầu, là cái nguồn cảm hứng bất tận cho những cái dân tộc bị xâm lược. Trời đất ơi, cái câu người ta nghe hay như vậy đưa cho ông phân tích một cái, bởi vì chán ghê luôn á. Nói chung là rất là chán bạn. Đó. Nè, tôi xuống Google, tôi đọc cái câu gốc cho ông coi. Tôi đọc lại câu gốc cho ông coi nha ông. Nói tùm bậy tùm bạ không à. Chán mấy ông quá. Mấy ông xuyên tạc cái kiểu đó đó, mấy ông thua luôn. Phản động cười hề hề luôn. Nó nhồi được mấy ông nó mừng quá mà. Tiêu rồi. Cái này cũng ngắn, không có dài lắm ta. Cái này ngắn nè. Ta đánh Mỹ là đánh cho cả Liên Xô, Trung Quốc, bỏ luôn chữ cả. Tội nó nói nó bỏ luôn chữ cả, đúng không? Đúng không? Đánh cho là đánh gì? Đánh cho cả Liên Xô, Trung Quốc. Đó. Nè, đọc lại nè. Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, đánh cho những nước sầu chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm sau lưng chúng ta. Trời đất ơi, cái câu nghe nó hay như vậy đó. Ngồi nó bỏ vài chữ đi nghe nó chắc hồn. Bởi vì tội nó tội nặng lắm nha các bạn, tội xuyên tạc câu nói. Nó phải nói cho đàng hoàng. Đó, đánh cho cả thế giới thấy một Việt Nam bất khuất kiên cường, đúng không? Đánh cho khối xã hội chủ nghĩa thấy rằng à, giải phóng dân tộc là đây. Trời ơi, cái hình ảnh Việt Nam thời điểm đó là như idol vậy đó. Mà các bạn trẻ có thể dùng một cái từ á, các bạn trẻ dùng cái từ thì nó ngôn ngữ tuổi trẻ. Tôi đóng ngoặc kép, mở ngoặc kép đó là gì? Tiểu bá Đông Lào.